là mọi người xài Git chưa thì mình có thể lên search Google một vài cái step mà mình sử dụng với Git. Đơn giản thôi, ở đây mình sẽ xài Git đơn giản thôi, là mình pull code về rồi mình boot code lên vậy thôi. Thì cái clone á thì sẽ có hai cái phương thức, một là clone với SSH và HTTPS. Thì như để nói thì SSH á, thì mình sẽ tạo ra một cái generate một cái SSH key ở trên cái máy của mình, rồi sau đó mình sẽ add vào trong cái mình sẽ add vào trong cái account của mình. Cái này là ở đây đó, SSH key thì mình sẽ generate ở local rồi mình add vào đây thì sẽ liên kết được với access được cái project này ha. Hoặc là tại vì cái project này là mình để public cái project nên là mọi người có thể clone bằng cái SSH luôn luôn. Trời, trở về đâu ta. Rồi mình có thể clone bằng cái SSH bằng cái HTTPS này luôn. Thì mọi người chỉ cần copy cái URL này rồi mình clone về ở trên cái terminal của mình đó, hoặc là mình tạo ra một cái folder nào đó rồi mình mở cái terminal lên. Mình clone về thôi, mình copy cái đường này rồi mình enter thì nó sẽ kéo cái project của mình, của lớp mình về. Mọi người chắc là làm luôn ha. Để có cái issue gì thì mình show ngay cái khúc này luôn. Rồi, mọi người clone chưa? Install luôn rồi chị nè. Clone thôi. Mình làm luôn ha. Để mình mở ra một cái terminal mới đi. Các bạn có thể mở ở Windows thì xài cái gì ta? Cái CMD á. Mình chỉ copy path thôi. Này. Thì ở Git thì các bạn có thể lên search các cái Git flow á, basic ở trên 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 mạng nó rất là nhiều ha. Mình đơn giản thôi. Còn ở đây thì các bạn clone về thì mình giải thích một xíu ha. Ủa. Cái này nó làm cái link, sorry mọi người, chỉ tầm bậy vậy. Mình thiếu cái step. Thì đây mình sẽ lấy mình ví dụ mình đang ở folder desktop ha, các bạn muốn vào folder nào thì bạn CC vào cái CD vào cái folder đó. Rồi mình sẽ git clone. Rồi mình paste cái này nè. Cái HTTPS á. Rồi, này. Thì cái lệnh này nó sẽ kéo cái project ở trên Git về cái máy local của mình. Nếu mà các bạn để default như vậy á thì cái tên của folder của mình nó cũng sẽ là Protect Automation 06/2022 luôn. Còn nếu các bạn không thích, mình muốn khác biệt, mình muốn tạo ra một cái name mới. Ví dụ như mình để là ABC Automation đi. Một đó thì nó sẽ clone về và nó hiện ra cái folder của mình là cái tên này thay vì cái tên này vậy thôi. Nếu mà các bạn để auto default thì các bạn chỉ cần tới này là được rồi à, tại vì trên cái máy của mình sử dụng nhiều cái account vừa GitHub vừa GitLab nên là nó sẽ hỏi cái này, còn mọi người chắc là không hỏi ha. Mọi người clone về được chưa? Alo. Dạ rồi chị. Đúng không? Thì mọi người sẽ thấy như thế này đúng không? Rồi. Đó là về mình đi lại cái phần init project hôm bữa.